nhóm sẽ là bol mà cấp yêu tôi là senior rụp rồi bàn rakis bà kết chuyện nào tiếp theo tầm lòng bol ngay tôi bol hi palio tôi sẽ làm bol cấp yêu tôi tầm đảo Char Quảng Ngãi mơ hợp tôi cho hỏi là cù lao ré năng rồi bàn rakis giao cù màng mơ làm bol tầm tôi đảo Lý Sơn Char Quảng Ngãi. Trên đảo Lý Sơn có nhiều hà đăng đảo Lý Sơn ghé quá xoàn là trao linh hoàng sa nế lọt dồi ủ tía pa bớt năm perihang năm lại giúp tiền krung lỡ bồi nàng tân cá chào nế chết à la bồi đồ gửi tù huệt rau đà linh à la bồi chào đú khoai lọt đà linh ở ri tay à la chào gam kít spin là huynh xoàn bồ khai gri vô tầm bồi đồ làng bol Lý Sơn hỏi là bột hỏi xoàn. À là bột hỏi xoàn đồ gư cua màng ngăn mơ làng bol tầm đảo đồ. Hơi lại trên nào đừng màng nếu gió dồn vỡ rải dao lọt lại tầm tờ lên. Pin là tụi tôi làng bol mơ gấp vô nếu lụp là bột hỏi xoàn tầm lý đảo Lý Sơn ghê bớt tốt bờ. Tú lỡ lỡ bị lời. Đơ tù là hê pa tốt tầm đã Lý Sơn. Nàng tiệp á lái chào đường nằm. Chào dòi suy rải kít. Mơ bồ hê ghế tiệp còn sao dơ bí tiền phạm văn. Đù tầm á lái dơ bí tiền tầm đảo đồ. Ổn nế oá dòi rụp kít tầm đảo Lý Sơn đi. Tầm Lý Sơn dây võ mơ phạm là bà dơ bí tiền đường. Ông Phạm Thoại Huyền là rài đớp bó với dây hà văn. Đó là dây ghế oá trao lọt chút rồng tầm clang tà linh hay đăng đảo Hoàng Sa. Găm nhau là trao lọt mơ á họ. Trao lọt á họ êm lâm. Bớ, brao tốt bó ná trao hay là dứt ná trao lâm ở gót lọt oá. Tầm từ đó lọt bị hớ là chất chành là che xiang bàl mơ bìl. Bà là thể bài. Đó là anh ấy bắt buồn phân nhau bớ bồn trao Hoàng Sa xin gà ra Bắc Hải. Tôi hỡ là tầm tù ná trao linh Hoàng Sa xin gà ra tân Bắc Hải. Tôi lớp hóa bà ra chăng hê in bà ra nâm bìl. Bò nâm chê snap chê xiang. Nàng tú ở niềm chết tầm tự linh là ghế gồm xá tôi đú tầm tự linh tân. Ông mò mây bẹp ấp tầm đồ, tùm dây bê tiền, ô mì ấp tầm hiểu đồ, xin bồi hồi xoàn tầm đồ là tân cá á lá chào này chết tầm hoàng xa. Rài bê tao minh mạng đồ bù xin phạm bà hẹng bé giúp bào cho ác bộ linh hoàng xa phạm hối nhật, né bố lâm lột trồi đàm bất trọt gùn, chút rong tầm ủ tà lạc gà tầm đảo hoàng xa. Bồi ông phạm hữu nhật, âm ngại hiệu ông thoại, thuyền mời 5 phút đi rên tê máy. Đó là bồi tấp ông Thủy vớ bằng Phạm Văn âm tầm xã An Vĩnh Cân Hòa Lý Sơn. Vân chất tay là bằng Phạm Hữu Nhật. Bụi đồ là chào hỏi xoàn bớ ủng tránh đi chào ắt bộ bộ linh hoàng sa phạm hữu nhật tầm sơn nam bính thân đồ bộ phạm thiên bay giúp rào mơ ủng phạm hữu nhật đế nằm giáp tí đồ bộ phạm thiên quan tầm tú lọt ori tút nằm giáp dần đồ bộ phạm thiên bám giúp quan kết hiệu há tôm dê phạm văn né đứa lỡ từ năm bộ nàng cá huồn á lá bằng đi bù lá ảo gỗ xá tài mây à né đã là gar cá quân bột đồ nàng bà còn sao cá sùm ủng phạm hữu nhật nhất bị ủng phạm thoại tuyền song đồ là bản nâm bột né gió ngàn tầm đảo Lý Sơn ta nói đồ á lá chào lọt lỡ ca tầm tà linh rõ rùi tầm tà linh chào hiệu krung né lọt dòi nàng lách rụp cho bột nàng chênh xoàn bớt tà linh mút ri tầm bột ủ
ôm ram niềm tâm ưu tiết tất cả đi. Ở làng Bồn mở gấp dù, tâm đảo Lít Sơn bù lắc kê bì lời, trao tầm đồ, bần đăng dội bé, nàng lỡ bộ, hỏi xoàn trao chất rì mút tầm đồ. Đoàn linh tú niềm, tú prú tường. Bọc lào bì hòa, nét chất, linh đà tầm đồ, bàl mờ tùm dời tú tiệp miu rô bù tầm tà linh. Cũng tầm ngày đà linh gư ngô rô kịch tường, bì nét gít trao gà là bọc lào rõ tầm tà linh. Hai hớ lành hai chà là ngay dết hai pê, tút ngay bà dùm khao lề. Bảo anh chết đi tầm cái này hớ. Anh cũng ở gít sơn. Anh nhé sụt bảo anh ri. Lột ngay chết răm hai bà. Chết là chết răm hai pê. Ngay hớ. Anh cho cho hỏi điện thoại, điện đàm. Anh nhìn. Tầm hớ ở ghế trao điện thoại. Ghen ở cái tùy hỏi. Bất khai hỏi, khai yàl là hớ đáp hớ găm cò, plung ở họ, mê tà nữ tù ở cò tay. Pin là nét cả nhóm ở họ tầm hớ tân ở cái tuổi ri tay. Hiểu ghế bà ná ô bì mây à nét chết chứ. Là skit ngàn. Anh cung lỡ lọt bình đăng lớp rõ. Tôi hớ anh ri là anh ghế bè hẹn triệu mây à tôi đổi rõ dớ, rõ áp lung, rõ bào, rõ tụi ná chào bì tay. Tết tình linh găm bì yào, mây à còn bonus ở găm tay. Tân bây hòa tốt bà ta rõ rùi hì bình hà bì hòa đi, mơ dắt bà ta làm bì hòa nên lỡ bột đồng hồi soạn rì tầm bột đồ. Tô đồ, làng bò gít lỡ bì lời, hồi soạn bì lời, trao lời đồng hồi. Sở mơ, nàng gớt tù nơm bột bì đồ, bà ghế oá bà ta lỡ đường mạng ngăn. Hay bà lỡ là clách mơ u cơ nàng. Bì hơi trao lời trả lỡ bà đồ, hơi đáp đồ tầm đảo Lít Sơn. Ghé gít đỏ ná chào nó chạy lớp mì à tu đồ mình gõ ủng võ văn nhanh là tu ná chào gít lớp lách ủ cơ nàng ủng là rải tiếp rào tầm tung dây võ lớp rớt đồ bần âm diễn tiền hát đắp đồ là bờr bần âm ổs làng bò tầm đồ xin bần âm là bần âm nhàng ngày đồ ủng võ văn nhanh lọt ai ủ cơ nàng nàng lách xá chào hát đăng đảo Lít Sơn quá an ý ghé ủ cơ nàng đù nâm hát đăng tầm bần âm giếng tiền ai nàng nớ xá cha bội hỏi soạn in ông mò yal tus ngày đồ là ông mò pal gú tus bần âm giếng tiền đồ ai đã ai ủ hớ nàng clách ủ chi đồ cứ ghé huỳnh ngăn ủ cơ nàng tú nes lú mơ sini trai gọn là cháu ân tầm pal cho bố tốt tố gửi lì song âm. Sini play gòn, lỡ cứ crap nàng rụp chào ở gứt đàn. Gứt sớ là ung nhanh, ai đù nâm dâu. Làng bò Lít Sơn pin, còn tu cơ nầm xa hai dâu. Rìu bài gứt sớ là gư tâm gửi rài tà nỡ. Ghen bị hớ mà tình chào rụp đò, né lỡ mơ tình dâu, nàng cấp cười tâm gửi rài còn bonus. Tình bà lỡ mơ chi dầu, sòng nành ở ghế bá, sòng gư ghế huỳnh. Chi dầu đồ là chi dầu gư âm ít, hay là gư rõ chớ á lá chi mệt, chi nèm bớt trụ tía, vì hứa là gư ghế huỳnh, hát lao tầm đồ. Á lá bró lỡ nê gớt, ông nhanh sân tầm lỡ bờ dùm, bớt sân rợp, mơ phanh bờ đừng. À lá còn ẻr cỏ. Ngành bắt đầu thực hiện các phần lễ đầu tiên với lễ vật là con gà trắng.
tăng hồng viên tư tiền niên tùng thiền sức ở ngoại gia thấy sở bị phong bao quỳ nghịch ba độ hung giống đoạn thính ngũ phường ngũ đế hạ ba thí quan khởi thông độ lộ để dẫn tâm hồng thất bát phục dị giống linh kinh điều quân. Còn Yer có cho hỏi là Kim Kê, nàng chào lỡ tầm đồ xuân mơ tầm á lá chi yàng đà in mơ á lá hạ bá tầm đâm lăng đà nàng ngư tâm quân soạn cho in gri mút quân tâm bội cho tâm hồng thất cứ phát phục dị dòng hiến linh kinh điều quận lê dân hồng tóc nhập quê phong can tạm hãy cốt cấp cấp như luật lệnh. Tôi thò ôn nhanh, sân tầm lách ủ cái nàng lỡ rụp. Rõ lỡ rụp, chào lỡ đùl ngay, mơ mình đùl ôn nhanh lỡ. Tú nigus klách ủ, vành lời ủ tân cá. Tú đó là ủng nhành sân tầm hỏi xoàn. Vì quyết bắt đầu tiến sinh cậy tử hoàng sanh hầu cùng tất tuyết chuyển ngộ xoay thằng tương chuyển ngộ xoay thằng bình tê thằng châu thằng chi ở bên nó đánh nó con người tranh đứng bình lâu bình dựng bình kéo bình hò cũng xong ông nhành gớt hồi đàn ông nhành pin là sụp xoàn trao chết ghế mút tầm rụp ủ cân hàng nàng sơ âm lô tầng class chào hiệu gam kiss. Xin thức tòa thịt lan lạng bồn mở cấp dô quá ló á lá chào lách ủ cân nàng, nàng cho hỏi xoàn, vỡ ủng, võ văn nhành, rắp tòa tầm đảo cung ghế, ghiết đàn á chào, mẹ thức tòa chào nét ra, ở tay bàn đằng lớp bró đồ tài. Ở cho lời là bài lớp bró đồ. Mới à, hớ là đùl bró nét lách mơ đùl ná xá. Vì hớ tà nớ bè dết sơ nam tà nớ, ủng võ văn nhành, cảnh đất xin lời tài. Lào bách nam lớp rớt đồ, ông võ nhành nhàn là á lá bộ hỏi xoàn, ghế đồng chào, bời mắt rùng đau. Đất ngăn là ghế đùl bà ta bộ tóc ngó là hệ yang đau. Ở ngọt nhọt á lá, xoàn á lá còn vào ghi nhọt á ní đô á ní nề. Hay là ghế gri âm tầm đồ, là ghế mút tầm đồ ghen bì hớ mà trong mấy bạp yang, ở clê chi lời tài. Tôi đo ông nhành mình ghét đùl bà ta cấp cơnh ở bài lớp rõ đô tài. Bà tài, ông ở cơnh có thèm bà ta chất rõ tầm đà linh hay đang tầm đảo đồ. Lột gan ghét đà riêng sinh nam tức đo, xoàn tầm đồ, gam ghét lớn nhằm tầm lít sơn. Giác rõ đồ bà hề tìm lăn gó tầm bà ta chăm pràn, tức là tầm đà linh đi, bà ta cấp cơnh. Nàng, đùl nâm a họ, lớp pran lao, tầm đảo Lý Sơn đi. A lá chân nào bà đồn ấy, dớ chân nào tầm rè kích hi ngay đồ đi. Âm ngách làng bồn mở gấp vô, bà con tìm buôn làng bồn tầm ngay tốt.